Vâng, đến lượt các vận động viên đến từ Đài Loan F cầu rồi. Vẫn còn rất hay. Đó là một tình huống thủ cầu rất tốt. Cao rồi nhưng vẫn còn. Mình đồ khá dày dặn. Thủ kia cổ tay rất khỏe. Đây là một đường cầu hay nhất từ đầu trận đấu đến giờ. Cầu Hoàng Tuấn Minh rất thủ công. Tiếp tục bình luận thông tin của các vận động viên trên live stream hôm. Nếu mọi người quan tâm đến thông tin vận động viên có thể xem trên bình luận với Hoàng Tuấn Bình nha. Cảm ơn anh rất nhiều, anh quá nhiệt tình. Đội Đài Loan gặp đội Indonesia mọi người ơi. Ở gần phía màn hình của chúng ta cặp đôi áo trắng quần đen đến từ Đài Loan và cặp đôi áo hồng đến từ Indonesia. Ok, vậy là trận đấu thứ nhất đã được bắt đầu. Điểm không đều. Trận đấu thứ hai, trận đấu thứ nhất. Cổ tay kìa. Điểm số đầu tiên cho cặp đôi đến từ Đài Loan. Ok, xin chào Tê A Quân nha, xin chào chị Tuấn Dung. Hello Vân Luton, hello Campbell. Điểm 1-0. Từ hôm qua đến giờ, trong bất cứ trận đấu nào, anh Hoàng Tuấn Minh đều theo dõi và đều cung cấp thông tin của các vận động viên cho mọi người. Cảm ơn anh rất nhiều. Dự đoán trận tỷ số của trận đấu này sẽ là chiến thắng 2-0 dành cho cặp đôi từ Đài Loan. Mọi người nghĩ sao ạ? Không còn nữa rồi. Đấu giữa Đài Loan và Indonesia. Cơ hội tấn công. Lực cầu vẫn còn nhẹ lắm. Chặn cầu rất hay nhưng vẫn chưa thể giành điểm. Đó là một pha phong cầu ngoài sân. 5-4. Đây là trận đấu thứ 2. Ok. Vậy là liên tục 3 điểm số liên tiếp cho cặp đôi đến từ Indonesia. Điểm đang là 7-4 cho Indo. Mọi người tiếp tục cùng chia sẻ live stream lên chợ cầu lông và lên trang cá nhân được không ạ? Ngoài sân có vẻ kem ghi nữa. Đôi nào, đôi Nhật. Đôi Nhật là đôi nào? Tớ cơ bản dạo này cũng không theo dõi thế giới thấy. Đấy là phải cập nhật lại thôi. Rất kỳ lắm nhưng không còn. Ok, giải kia đẳng cấp hơn nhưng giải này có góc quay đẹp hơn và bình luận hay hơn nhá, có bình luận tiếng Việt nhá mọi người. Tay vợt nữ Đài Loan và đặc biệt tay vợt nữ mà nhìn hơi giống nam kìa. Đánh cầu hỏng khá nhiều. Đánh cầu rất gắt thủ kìa. Indo thủ cầu hay quá nhờ. Ồ, phản xạ quá nhanh. Ồ, ôi, rất bình tĩnh. Ok, anh Dương Phạm. Dương Phạm nhận định rằng Indo sẽ thắng 2 set chắc chắn. Thì chúng ta hãy cùng theo dõi nha. Theo những gì anh Dương Phạm có đúng không nào? Đây là set đấu thứ nhất nha mọi người. Đây mới là set đấu thứ nhất thôi. Và điểm đang là 12-8 cho... Vâng, vẫn còn. Không cho đối thủ của mình có cơ hội để sửa sang. Đội điểm 10-12 cho Đài Loan. Thì trọng tài không có tai nghe nên là Hùng rất khó để có thể nghe được điểm số của trọng tài và mọi người cũng vậy. Đấy là chung kết thì nó có khác. Tiếp tục là cơ hội tấn công. Vâng.
Điểm 13-11 Indo phát cầu. Vẫn còn thủ cầu rất tốt. Còn tay vợt nữ tóc dài từ Indo phun thủ. Hơi cao rồi. Mọi người nhá, đây mới chỉ là xem một thôi. Nội dung đôi nữ. Vâng, đến lượt các vận động viên đến từ Đài Loan ép cầu rồi. Vẫn còn rất hay. Đó là một tình huống thủ cầu rất tốt. Cao rồi, nhưng vẫn còn. Mình đồ khá dài dặn. Thủ kia, cổ tay rất khỏe. Đây là một đường cầu hay nhất từ đầu trận đấu đến giờ. Điểm 15-12. Đập cầu rồi, vẫn qua, rất tốt. Hay thế nhở. Chặn cầu rất hay, vẫn còn. Rất tiếc. 15 đều chặn. Còn có vẻ ở những phút thi đấu vừa rồi thì cặp đôi đến từ Đài Loan đã bắt đầu cân cong công gắt hơn. Rất nhanh, di chuyển vẫn rất tốt. Cổ tay vẫn rất khỏe. Ừ, quá lì. Phun thủ rồi. 16-14. Và tiếp tục là một tình huống không biết hôm nay bị làm sao. Đôi nam nữ sẽ là trận đấu sau nhá, Văn Trung Nguyên. Hay thế nhở. Cổ tay nhìn thích thật, đánh có kỹ cực kỳ. Cơ hội tấn công. Đập hơi yếu. Hôm qua cũng thế, hôm qua nữ của Malay cũng thế. Rất xinh và đánh cầu rất hay. Điều đó rất có thể họ sẽ phải chịu thất bại trong trận đấu này. 16-17, rất căng thẳng. Hùng sẽ đánh giá đây là trận đấu điểm số quyết định chiến thắng trong trận đấu thứ này. Mọi người thử theo dõi xem có đúng không nhá. Khá căng thẳng. Đập cầu khá bổng. Một tình huống khoảng 19-17 hay không, hay là 18 đều. Khá khéo léo. Rồi cơ hội tấn công. Đó là một tình huống cầu khá sâu. Tỉa ít thôi. Đoàn Đài Loan phản cầu rất chủ động. Nhưng rất hay. Nữ tóc dài của Indo đánh cầu rất hay. Vẫn còn, hay quá, đây là một tình huống cầu dài rồi. Lon rồi, ôi vẫn được. 18 đều. Rất run, rất căng thẳng. Rồi, đó là một tình huống phạt cầu tốt. Cầu ngoài sâu. Khá căng thẳng. Đội tấn công. Vâng, chuyển sang thế phòng thủ rồi. Rất cố gắng nhưng mà... Ok, cảm ơn anh Thọ Lê. Cảm ơn anh Thọ Lê trong 1. 19-20. Không hiểu tại sao những điểm số quyết và tất cả mọi người. Điểm số đầu tiên dành cho Đài Loan. Hiểu rằng cặp đôi Đài Loan có thể nỗ lực và giành chiến thắng trận đấu thứ hai này để chúng ta có thể được chứng kiến một trận chung kết thực sự, một trận chung kết trong vòng 3 set hay không. Tiếp tục là một pha cầu lỗi của vận động viên đến từ Indonesia. Ok, điểm số 2 không. Mọi người có nghĩ rằng sau những phút nghỉ ngơi của set đấu thứ nhất, ý là đi vào lưới nhưng rất may mắn thì muốn cầu rồi cũng có thể lần nữa. Mọi người có nghĩ rằng sau những phút giải lao với Phương Lan nhưng mà anh sử dụng Vinaphone không phải Viettel nhỉ? Ok, một tình huống điểm san bằng 2 đều rồi. Ok, xin chào chị Hương Cúc. Cảm ơn chị, rất vui được làm quen với chị. Mọi người hãy gửi lời mời kết bạn cho Hùng như nào. Hãy theo dõi Facebook của Hùng nào. Hùng live stream rất nhiều giải đấu, không phải chỉ giải này Hùng mới đi đâu nha.
Chứ có giải là Hồng Ly. Thủ rất ly. Đánh con, hay quá. Đó là một tình huống cầu rắn co. Chém, vâng. Một pha chém cầu rất siết của đây là những người liên tiếp cho cặp đôi Indo. Khá xuất sắc, 3-2. Vâng, bên Indo rõ ràng họ thủ cầu rất tốt, cơ hội tấn công đi rồi. Vẫn chưa thể giành điểm. Chặn cầu khá hay. Rồi, hai tình huống còn lại chắc cũng Victor thôi. Tại vì mặc trang phục Victor thì chắc là giày Victor thì chắc là vẫn Victor thôi. Một tình huống cầu không hiểu ý nhau của cặp đôi Đài Loan nhưng rất tiếc. Điểm 3-4. Và thực sự xem các vận động viên thi đấu mà bây giờ Hùng chỉ muốn để kết thúc giải đấu để Hùng có thể về để ra sân để tập luyện. Sau mỗi giải đấu như này thì Hùng khẳng định rằng tinh thần thi đấu và tập luyện cầu lông của mọi người nó sẽ lên rất cao. Đặc biệt là những người trực tiếp đến sân xem các vận động viên thi đấu. Vâng, Yonex thì Hùng đều không biết nha. Vì dạo này không kinh doanh vợt nữa rồi. Dạo này chỉ kinh doanh giày cầu lông thôi. Điểm 5-3. Indo thủ cầu rất tốt. Đó là một tình huống đập cầu xa tầm với của vận động viên đến từ Đài Loan nhưng rất tiếc. 6-3. Kéo tiếp nhở, cơ hội tấn công. Dọc biên kia rồi, đúng rồi. Quá căng. Đổi người đập. Hùng thấy rằng mỗi khi vận động viên Hùng đang cảm giác rằng nó sẽ là hai set. Ở trận đấu chung kết đơn nam lúc trước, hai vận động viên đến từ Indo, một huy chương vàng, một huy chương. Có phong độ thi đấu rất cao và rất ngẫu hứng. Điểm rút ngắn 4-7. Ôi, đó là một tình huống đôi Kim Sarang và tại giải Sibucha thì đủ biết rằng giải đấu năm nay mạnh như thế nào. Điểm 8-5, đó là một tình huống phạt cầu dài và không bị bắt cầu tay. Nghe cầu rất hay, vẫn còn. Hơi cao rồi. Đó, tình huống cạch chậm. Bắt cầu khá hay. Nhưng vận động viên thì Indo có thể nhanh chóng di chuyển rất tốc độ và dứt điểm. Sau khi họ đã cân bằng được điểm số 3 đều, thì từ lúc đấy đến giờ họ vẫn còn thủ rất tốt. Vâng, tay vợt nữ tóc dài đến từ Đài Loan. Điểm 16, khoảng cách 4 điểm rồi, một điểm số nữa thôi, hai vận động viên sẽ nghỉ giữa hiệp. Rất chủ động kèm bên điểm 8-10. Và thắng nha, anh vào livestream của em hơi muộn. Xin chào anh Mạnh Nho, huấn luyện viên của đội tuyển cầu lông trẻ Hà Nội nha. Em chào anh, lâu lắm rồi không thấy anh Mạnh Nho xuất hiện tại livestream của em nha. Ok, chúng ta trở lại trận đấu là 11-8 Indonesia. Một cầu ngoài sân, đó là một từ Indonesia đã giành chiến thắng. Và trong set đấu thứ hai này thì họ cũng đang dẫn trước đối thủ của mình với điểm số 12-8. Cơ hội tấn công. Vâng, có vẻ nữ của Indonesia. Vâng, một tình huống không hiểu ý nhau cho lắm. Nhưng đã không xảy ra va chạm và may rồi. Thì rất hay. Này. Thủ cầu rất lì, thủ tì rất tốt luôn. Vận động viên nữ đã tóc dài đến từ Indo thủ cầu tì rất tốt. Vẫn còn nhiều, cổ tay quá khỏe. Tiếp tục một tình huống cầu lỗi của Indonesia. Đổi điểm 10-14 cho Đài Loan. Đài Quốc và Indonesia, đó mới là thực sự là trận đấu hay nhất của buổi ngày hôm nay. Và nhưng rất tiếc khán giả họ sắp. Điểm 16-11.
hội tấn công, không tấn công được. Đó là tình huống vận chuyển khá khó. Có vẻ Đài Loan đang công gắt hơn rồi. Đôi thủ cầu rất tốt. Được dần được cặp đôi Đài Loan rút ngắn rồi. Ok, anh Long Đỗ, nhà thi đấu quận Tây Hồ nằm trên đường Võ Chí Công nha. Tỷ lưới khá hay. Thất cầu quá chuẩn luôn. Rõ ràng các vận động viên thế giới không phải là những đường cầu của họ vẫn còn. Thủ hay quá nhỉ. Rồi. Điểm 17-13. Thất cầu rất nhanh, một điểm cầu rất dễ dàng. Không thể làm được điều này thì rất có thể họ sẽ phải chấp nhận dừng bước. Chính xác là đây là trận đấu cuối cùng rồi, họ sẽ chấp nhận trở thành Á quân. Thủ hay quá nhờ. Cầu ngoài sân rất đáng. Sau pha cầu vừa rồi, Thầy Đức chia sẻ live stream giúp em đi thầy ơi. Rất đáng tiếc. Cầu khá sắc, đập đi. Đúng rồi. Cơ hội tấn công chuyển cho qua Đài Loan. Cầu ngoài sân. Điểm 16-18, Đài Loan phát cầu. Rất may mắn đó, tình huống đập cầu sẽ giành chiến thắng. Bắt bài rất nhanh. Cặp đôi đến từ Indonesia có 4 cơ hội, tiếp tục là 4 cơ hội để giành chiến thắng. Và lúc trước là chỉ có 2 cơ hội thôi, và bây giờ là 4 cơ hội để giành chiến thắng trong trận đấu này. Chả có lý gì mà họ không làm được điều đó cả. Thậm chí ngay lần đầu tiên này họ có thể làm được chăng? 21-16 chăng? Rồi, một cầu có thể chơi được đâu được. Vâng, một mình chân, một khả năng mình rất tuyệt này. Rồi, một chiến thắng rất xứng đáng của Indonesia. Thực sự rất xứng đáng. Trong trận đấu này họ đã thể hiện một phong độ thi đấu hết sức ổn định và có một phong độ thi đấu rất cao. Một cú bắt tay rất đoàn kết.